Joshua và Oleksandr Usyk sẽ đại chiến khi nào? Đại diện của Anthony Joshua là Eddie Hearn đã có những cập nhật mới nhất về trận đấu với Oleksandr Usyk. Joshua, 24 trận thắng, 1 trận thua, 22 lần knockout, đã không thượng đài trong vài tháng nay. Và Usyk sẽ là một thử thách thực sự dành cho chủ nhân của 3 danh hiệu lớn người Anh. Tay đấm sinh ra tại Watford đấu trận gần nhất cùng Khurshid vào tháng 12 năm ngoái. Thời điểm đó, Usyk đã hạ gục đối thủ đến từ Bulgaria sau 9 hiệp so căng. Khi được hỏi về thời điểm công bố trận đấu kế tiếp của Joshua, Hearn tiết lộ với DAZN: "Tôi khá chắc chắn rằng chúng tôi sẽ ký giao kèo trận Joshua Usyk trong tuần này. Cuộc so găng sẽ diễn ra vào tháng 9 tại London." Cách đây một tháng, Usyk từng đồng ý đối đầu với Tyson Fury nhằm thống nhất các đai vô địch hạng nặng. Cuộc đại chiến này được lên lịch vào ngày 14 tháng 8 tại Ả Rập Xê Út. Xu thế hy vọng của hai nhà vô địch xứ sở sương mù đã tan biến khi vua Gipside bị buộc phải tái đấu với Deontay Wilder theo đúng như thỏa thuận từ năm trước. Điều này khiến Eddie Hearn phải nhanh chóng tìm kiếm một đối thủ khác dành cho Usyk. Joshua rất thất vọng vì giấc mơ của anh là trở thành nhà vô địch tuyệt đối ở hạng nặng. Không giữ được bình tĩnh, võ sĩ 31 tuổi đã có màn tranh cãi gay gắt với Fury trên mạng xã hội. Về phần Eddie Hearn, nhà tổ chức người Anh cho rằng mình đã làm mọi điều có thể, đồng thời đổ lỗi cho những người đồng nghiệp bên phía Fury. Eddie Hearn nói: "Chúng tôi không bao giờ quên về vụ phân xử đó. Chúng tôi bị lừa dối bởi Bob Arum cùng đội của Fury. Chúng tôi được họ thông báo rằng vụ phân xử hoàn toàn không ảnh hưởng đến trận đấu giữa Usyk và Fury. Mọi người đã ký thỏa thuận để tiến hành cuộc so găng, rồi sau đó họ từ chối giúp đỡ trong giao kèo về địa điểm." Cả hai võ sĩ từng rất thích thú với lời đề nghị: "Qua những con số, chúng tôi đã hoàn thành mọi thứ." Tyson Fury xuất hiện và nói rằng thỏa thuận đã hoàn tất, thông báo từ Ả Rập Xê Út vào ngày 14 tháng 8. "Và rồi sau đó mọi thứ lại đổ vỡ. Tôi cảm thấy mình đã khiến người hâm mộ thất vọng không à? Có, tôi nghĩ các bạn có thể đổ lỗi cho tôi. Nhưng vào cuối ngày, tôi có thể nhìn vào bản thân trong gương và nói, tôi đã nỗ lực hết mình." Eddie Hearn chia sẻ trên TalkSport. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Oleksandr Usyk khoe body khủng, chờ đấu Joshua và Fury. Oleksandr Usyk đã đạt được những thành quả nhất định trong việc khắc phục điểm yếu về trọng lượng của bản thân. Tay đấm người Ukraine chưa từng thua trận ở hạng bán nặng. Không những thế, anh còn thống nhất cả 4 danh hiệu lớn là WBA, WBC, WBO và IBF vào năm 2018. Chuyển lên tranh tài ở hạng cân cao nhất của môn boxing, Usyk vẫn duy trì được thành tích bất bại của bản thân sau 2 trận thắng đầu tiên trước Charles Witherspoon và Derek Chisora. Với thắng lợi gần nhất, võ sĩ 34 tuổi đã trở thành người thách đấu danh hiệu WBO mà Anthony Joshua đang nắm giữ. Dù thế, anh sẽ phải chờ đợi thời điểm của mình khi Usyk đã lên lịch đại chiến cùng nhà vô địch WBC Tyson Fury vào mùa hè. Mới đây, Usyk đã trình làng cơ thể ấn tượng của mình khi liên tục gia tăng trọng lượng trong suốt thời gian qua. Lúc này, chủ nhân huy chương vàng Olympic 2012 đã sở hữu cân nặng 105kg. Đây quả thực là một sự biến đổi lớn với ngôi sao có biệt danh mèo Oleg. Cần biết rằng, trong 2 trận đấu đầu tiên là hạng nặng, mặc dù có được kết quả như ý, nhưng Usyk vẫn lộ rõ điểm yếu về thể chất của mình. Thời điểm đó, cân nặng của tay đấm sinh ra tại Simferopol còn chưa tới 100kg. Điều này đã phần nào khiến cho những cú đấm của Usyk thiếu uy lực. Hiện tại, khi chưa thể đối đầu với Joshua, võ sĩ đến từ Ukraine được chỉ định so găng cùng Joe Joy, người đã đánh bại Daniel Dubois một cách thuyết phục vào cuối năm ngoái. Nói về cuộc chạm trán này, tay đấm người Anh cho biết: "Tất nhiên là tôi muốn đấu với Usyk. Tôi muốn phục thù trận thua ở World Boxing Series và điều quan trọng nhất là giành suất tranh đài vô địch thế giới. Đó là điều tôi muốn ở môn thể thao này. Nó sẽ là một trận đấu tuyệt vời và tôi sẽ phải có sự chuẩn bị tốt hơn ở lần này. Lần trước, tôi chỉ là một gã lính mới và chưa từng đấu tập với một người thuận tay trái. Thật đáng chờ đợi khi chúng tôi tái đấu ở giải chuyên nghiệp." Daily Star dẫn lời phát biểu của Joe Joy.
Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Joshua, Wilder, Mayweather và những điều bạn không biết về quyền Anh. Boxing hay quyền Anh ngày nay đã trở thành một trong những môn thể thao phổ biến nhất hành tinh và có lượng tín đồ vô cùng đông đảo. Môn thể thao này cũng có những sự thật ẩn chứa đằng sau mà không phải ai cũng biết được. Mỗi võ sĩ thi đấu bao nhiêu năm một trận? Đối với những võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, một năm họ thường thi đấu khoảng 4 trận. Sở dĩ như thế vì sau mỗi trận đấu, họ cần một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, hồi sức, rồi mới quay trở lại tập luyện. Riêng với những tay đấm hạng top như Anthony Joshua, Mayweather, thì mỗi năm chỉ cần thi đấu 1 đến 2 trận là dư sức sống với đống tiền rủng rỉnh trong túi. Một điều thú vị khác nữa là võ sĩ ở hạng cân nặng thì mỗi năm sẽ thi đấu càng ít hơn, bởi lẽ một võ sĩ hạng cân nặng cần có thời gian hồi phục cơ bắp lâu hơn các hạng cân khác. Đó là lý do mà Joshua, Tyson Fury mỗi năm chỉ thi đấu 1 đến 2 trận. Võ sĩ quyền Anh không hề giàu. Theo thống kê, một tay đấm hạng xoàng chỉ có thể kiếm được khoảng $200 cho một trận đấu, tức là khoảng 5 triệu đồng. Như vậy, nếu liều mạng đánh một trận mỗi tháng thì thu nhập cả năm cũng chỉ khoảng 60 triệu đồng. Mức thu nhập này ở Mỹ còn thua cả công nhân vệ sinh và nói chi đến việc chu cấp cho gia đình. Vì thế các võ sĩ lựa chọn làm thêm các công việc khác. Trong khi đó thì những võ sĩ quyền Anh hàng đầu, mỗi trận đấu của họ có thể bỏ túi hàng triệu đô. Trung bình một tay đấm chuyên nghiệp sẽ bỏ túi khoảng 40.000 đô, gần 1 tỷ đồng. Còn những tay đấm như Mayweather, Pacquiao, Joshua, Lomachenko có thể đút túi hơn chục triệu đô cho mỗi trận đấu. Ăn 400 cú đấm mỗi trận. Theo thống kê từ Daily Mail, một tay đấm thường tung ra từ 530 đến 600 cú đấm trong một trận. Cá biệt có những võ sĩ tung ra hơn 1.000 cú đấm. Với tỷ lệ đánh trúng từ 28 đến 40%, tính ra mỗi võ sĩ khi thượng đài sẽ phải hứng chịu từ 200 đến 400 cú đấm vào người. Bơi lội còn nguy hiểm hơn cả boxing. Mặc dù có rất nhiều cái chết xảy ra trên võ đài, những chấn thương, máu me là điều thường xuyên xuất hiện. Nhưng theo một số công bố tại Mỹ, boxing chỉ đứng thứ 11 trong số những môn thể thao nguy hiểm nhất thế giới. Đây là kết quả được đưa ra dựa trên những phân tích số liệu về ca chấn thương, thương tích và số người chết. Boxing thua những môn thể thao như leo núi, đua xe, bóng bầu dục và cả bơi lội. Tiêu tiền hơn cả công tử Bạc Liêu. Mike Tyson, Evander Holyfield là những tay đấm lừng danh của những năm cuối thế kỷ 20. Cả hai từng kiếm khối tài sản lên đến cả tỷ đô. Nhưng do ăn chơi, gái gú, tài sản của cả hai võ sĩ huyền thoại này ngày càng vơi đi đến mức phải phá sản. Cả hai giờ ăn năn hối hận và phải làm lại từ đầu. Giờ Mike Tyson phải chấp nhận tham gia nhiều bộ phim, show hài để mua vui, kiếm tiền cho gia đình. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.